Dạ, kênh Nga Nguyễn Cuộc Sống Mỹ xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đã quay lại với kênh Nga Nguyễn Cuộc Sống Mỹ nha. Thì lời đầu tiên cho Nga xin kính chúc quý vị luôn có nhiều sức khỏe, làm ăn luôn gặp điều thuận duyên, may mắn trong cuộc sống. Thì mấy hôm nay quý vị cũng đã biết là cộng đồng mạng cũng như là các mạng trên Việt Nam cũng như nước Mỹ cũng đã đưa tin về ông Lương Y Võ Hoàng Yên đã bị bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo là lừa đảo rồi này kia. Nhưng mà mình đã cũng đã nghe bữa giờ có rất nhiều tin tức nói về ông Võ Hoàng Yên. Thì bên cạnh đó bà Nguyễn Phương Hằng có nói là nếu mà quý vị nào mà chữa được cái có con cái hoặc là chính bản thân mình mà chữa được cái bệnh mà về câm điếc bẩm sinh hay là bị vẹo cột sống hay là gì đó mà hết bệnh đó, thì cứ lên tiếng để cho bà biết. Nhưng mà tính tới thời điểm này thì vẫn chưa có một nhân chứng sống nào lên tiếng nói là ông Lương Y Võ Hoàng Yên đã chữa được cái bệnh giống như là câm điếc bẩm sinh. Theo như những clip mình coi ở trên mạng á, thì khi mà ông Võ Hoàng Yên mà đối diện với cái bệnh nhân mà câm điếc á, thì cái người câm điếc đó người ta sẽ nhìn vô cái khẩu hình của mình rồi người ta nói theo thôi. Chứ ví dụ như hai người mà đau đầu lại như vậy mà cái người thầy mà nói mà cái người mà bị câm điếc bẩm sinh mà lặp lại được á, là người ta không có nói được, là tại vì người ta điếc, người ta không có nghe được. Thì người ta một khi mà đã không nghe được á thì người ta sẽ không có lặp lại được nha quý vị. Thì tính tới thời điểm này thì vẫn chưa có một bệnh nhân nào lên tiếng nói là ông Võ Hoàng Yên chữa trị bệnh câm điếc thành công. Thì bên cạnh đó có một phụ nữ ở bên Houston, Texas. Cô ấy tên là Hàng Như, họ Hàng tên Như. Thì cô nói là cách đây vài năm á, thì ở hội nhà thờ có một nhóm người giống như là hùng tiền lại, nghe danh y Võ Hoàng Yên chữa bệnh hay quá thì mới hùng mỗi người ít tiền lại thì đã mời nhóm của ông Võ Hoàng Yên qua để qua Houston, Texas để chữa bệnh. Thì cái cô này cổ nói là cổ đã bị xương sống lệch và đau hai đầu gối đã gần 4 năm, mà cổ cái lúc mà chưa có gặp được ông Võ Hoàng Yên á, thì cổ chỉ cầu nguyện là cổ chết đi cho rồi, chứ bệnh tật nó hành hạ thân xác của cổ đau đớn quá, cổ chịu không nổi. Thì sau khi mà gặp ông Võ Hoàng Yên á, thì là cổ nói là cổ gặp ông Võ Hoàng Yên á, là ở chùa Viên Thông, đây là một chùa ni ở tiểu bang Houston, Texas nha, ở thành phố Houston, Texas nha quý vị. Thì cổ nói là sau khi mà được ông Võ Hoàng Yên bấm xương sống và kéo chân của cổ thì lúc đó cổ 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 rất là đau, mà thường là người ta nói đau đến nỗi mà tè ra quần luôn á, thì cổ nói là cổ đau đến nỗi như vậy. Nhưng mà khi về nhà thì cổ thấy là cổ đã đỡ được 80%, và sau đó cổ đã tiếp tục tập thể dục rồi rồi là cổ đã đi đi đứng bình thường lại. Thì mình chỉ nghe một cái cô này nói là ông Võ Hoàng Yên là trị cho cổ là hết bệnh thôi. Thì cổ đã gặp ông Võ Hoàng Yên này 2 lần và không có mua thuốc sắc uống hay là gì hết. Thì cổ thấy cổ rất là thần tượng ông Võ Hoàng Yên. Cổ nói là xong rồi cổ muốn lại ông Võ Hoàng Yên luôn á. Cho nên là sau đó cổ thấy là giống như là ân nhân cứu đời cổ vậy đó. Thì cổ đã ký một cái check là 1.000 đô la để mà gửi gửi cho ông Võ Hoàng Yên. Nhưng mà ông Yên nói là ông Yên không có nhận cái số tiền này. Thì ông Yên cũng đã nói với cổ là xin hãy dùng cái số tiền này đi làm từ thiện đi. Thì đây là một cái nhân chứng sống, cô này tên là Hàng Như
ở thành phố Houston, Texas nha quý vị. Thì mình biết được cái cô Hàn Như này qua kênh của anh Quốc Võ News, thì mình cũng đã xin phép ảnh là để mình đưa cái tin này. Thì ảnh cũng đã đồng ý và em cảm ơn anh Quốc Võ đã cho phép em đưa cái thông tin này lên kênh của em. Thì đây là một cái nhân chứng sống mà cổ đã nói lên với cộng đồng mạng như vậy. Thì vụ việc của ông Võ Hoàng Yên với bà Nguyễn Phương Hằng thì vẫn còn đang chờ cơ quan công an để mà giải quyết. Thì theo như cá nhân của mình thì mình cũng không có bên ông Võ Hoàng Yên mà mình cũng không có bên bà Nguyễn Phương Hằng. Thì mình chỉ công bằng mà nói, thì mấy bữa nay thì cũng có những YouTuber khác cũng đã đi phỏng vấn những cái người mà bệnh nhân hoặc là những cái người hàng xóm của ông Võ Hoàng Yên. Thì mình thấy là có nhiều tin xấu hơn là tin tốt. Thì mình cũng đã chờ đợi mấy ngày nay rồi. Thì tình cờ mình xem kênh của anh Quốc Võ thì mình đã thấy một cái nhân chứng sống nói về ông Võ Hoàng Yên đã chữa bệnh hết cho cô này, về xương sống bị lệch và đau hai đầu gối. Thì hiện giờ cô nói là cổ vẫn đi đứng bình thường, không có bị đau nhức gì hết. Thì hiện giờ thì cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra cái vụ án này. Thì vụ án này vẫn còn tiếp diễn sau nữa. Thì nếu mà Nga có những cái thông tin nào mà những nhân chứng mà ở bên Mỹ thì Nga sẽ cập nhật cho quý vị xem nha. Thì cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh của Nga Nguyễn Cuộc Sống Mỹ. Và nếu mà lần đầu á mà quý vị mà xem kênh của Nga Nguyễn Cuộc Sống Mỹ, xin hãy bấm nút like, nút share và nhấn cái nút chuông để khi mà Nga ra những cái video clip mới thì quý vị sẽ là một trong những người nhận đầu tiên hết nha. Nga xin cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo. Bye bye quý vị.